Hôm nay là Bella rất là vinh dự khi mà được mời tham gia chương trình Việt Nam Stronger Giấc Mơ Phù Đổng, bởi vì là được diễn chung sân khấu với lại các cô chú anh chị nghệ sĩ rất là lớn, và đây cũng là một chương trình rất là ý nghĩa nữa, nên là em cảm thấy rất là vinh dự, cũng hơi hồi hộp chút xíu. Tiết mục của em sẽ mang những cái giai điệu rất là vui, rất là sôi động. Bài hát của Bella thì mang ý nghĩa toàn là về Việt Nam thôi, nên là Bella cũng muốn gửi là mong là trong tương lai thì Việt Nam sẽ phát triển thật là nhiều. Chương trình lần này thì em rất là may mắn khi mà được làm đại sứ hình ảnh. Em cũng vừa được đi xuống một cái chỗ dự án thực tế mà có thư viện container, thì em cảm thấy đó là một cái dự án rất là có ích cho các bạn, và các bạn được hưởng ứng rất là nhiều từ đó, và cũng rất là cái sự nâng cao của kết quả học tập, nên là em rất là chương trình này là một trong những chương trình mà em cảm thấy rất là thích, bởi vì nó vừa với lứa tuổi của bọn em nữa. Mọi người hãy tới để xem một chương trình đầy ý nghĩa cùng với lại các nghệ sĩ yêu thích của mọi người nha.